nằm ở phía tây của tỉnh Yên Bái, thị xã Nghi Lộ không chỉ nổi tiếng là vùng gạo trắng nước trong, với cánh đồng Mường Lò rộng thứ hai sau cánh đồng Mường Thanh ở mảnh đất vùng Tây Bắc. Đến với Mường Lò, du khách sẽ được ngắm một vùng đất với cảnh quan thiên nhiên kỳ thú, các di tích, những nét sinh hoạt văn hóa dân tộc độc đáo và một kho tàng truyện thơ đồ sộ, phong phú của các dân tộc thiểu số. Dân tộc Thái ở Yên Bái có khoảng 41.000 người, tập trung nhiều nhất tại thị xã Nghi Lộ. Nơi đây có khoảng 13.000 người sinh sống rải rác khắp vùng lòng chảo Mường Lò. Đến Mường Lò, chúng ta sẽ bắt gặp những cô gái Thái duyên dáng với những nét văn hóa đặc sắc, đặc trưng cho dân tộc mình như áo còm, khăn piêu truyền thống. Vùng đất Mường Lò, Nghĩa Lộ với rất nhiều những nét văn hóa độc đáo riêng có của cộng đồng người Thái Đen. Và hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một trong những nghi lễ đó trong đời sống hôn nhân của họ. Đó chính là tục tàng cầu của những người phụ nữ trước khi cùng nhau. Lễ tàng cầu hay còn gọi là lễ búi tóc ngược dành cho những cô gái trước khi về nhà chồng để rũ đi những phần đục của quá khứ để được nhẹ nhàng, thanh sạch bước vào cuộc sống mới. Sáng hôm làm lễ tàng cầu, nhà trai cử một đoàn sang nhà gái gồm những thiếu nữ trẻ đẹp và các thiếp phụ khỏe mạnh, tháo vát, am hiểu sâu sắc phong tục tập quán và thông thạo động tác búi tóc ngược dành cho cô dâu mới. Phía nhà gái cũng có số người tương ứng, trong đó có hai thiếu nữ làm phù dâu, thường là bạn thân của cô dâu. Lễ tàng cầu được thực hiện theo từng bước rất cụ thể, chặt chẽ và độc đáo. Đồ vật làm lễ tàng cầu do bố mẹ cô dâu chuẩn bị được xếp lên mâm, bao gồm một đĩa đựng 4 chén rượu, một chén rượu đặt bên cạnh, một cái mẹt đựng, 2 bát gạo, 2 quả trứng được đặt lên bát gạo, 2 bông hoa được cắm trên 2 bát gạo, 1 cọn vải trắng, 1 cọn vải kẻ đỏ, 1 châm cài tóc, 1 xa búi tóc, 1 bộ áo cóm và váy, 1 dây thắt lưng, 2 vòng tay bạc, 1 xà tích, 1 cái gương và 1 cái lược. Khi mâm lễ búi tóc đã chuẩn bị xong, nghi lễ búi tóc ngược bắt đầu được tiến hành. Các cô dì chú bác hai bên gia đình sẽ cho quà vào mâm lễ với những lời chúc tốt đẹp cho đôi vợ chồng trẻ. Cô dâu mặc áo vải đẹp được mẹ dắt ra ngoài ngồi xuống chiếu trước mâm làm lễ. Bà mẹ thả duỗi tóc con gái xuống cho bên nhà trai tiến hành làm thủ tục búi tóc ngược. Khi đã chải tóc xong, mẹ hoặc dì cô dâu mời mẹ chồng hoặc cô chồng đón nhận để tiếp tục làm lễ búi tóc ngược nhận dâu. Lúc này, nai cầu hay còn gọi là người được chọn để tàng cầu cho cô dâu đứng ở phía sau lưng cô, nhẹ nhàng chải tóc rồi dùng hai tay vuốt ngược tóc từ phía sau gáy lên, kèm theo lọn tóc độn và búi quấn chặt lại từ trái sang phải hoặc ngược lại.
Khi tóc đã búi xong, nai cầu khẽ nâng chiếc mâm bằng bạc xuyên búi tóc để giữ cho cầu không thể sổ rối tung và chiếc châm bạc xinh xắn nổi bật trên nền đen óng mượt của búi tóc cô dâu mới. Tiếp đến, nai cầu thay vẻ áo mới xong, đeo hai vòng tay vào hai tay, hoa tai cho cô dâu. Lễ tặng cầu xong, nai cầu khẽ hát những lời dặn dò yêu thương và chúc mừng hạnh phúc cho tình yêu đôi lứa. Cái lễ tặng cầu thì nó có vị trí và ý nghĩa đối với người dân tộc Thái đen của chúng tôi là qua cái thời kỳ con gái để đi xây dựng gia đình thì là phải có cái lễ tặng cầu này thì mới biết được là người có chồng, và nó có ý nghĩa sâu sắc đối với cái bản sắc dân tộc là tôn trọng bố mẹ chồng và tôn trọng chồng, là những cái người con gái Thái mà sau khi đã tặng cầu. Ngày nay, mặc dù cuộc sống có nhiều đổi thay, thế nhưng lễ tặng cầu vẫn được dân tộc Thái đen gìn giữ như là một giá trị văn hóa vô giá, không có gì thay đổi được. Người phụ nữ Thái đen khi đã lập gia đình, đã có chồng thì sẽ không bao giờ thả tóc xõa như thì con gái. Búi tóc tặng cầu chính là cốt cách tâm hồn của người phụ nữ Thái. Nhưng dòng suối kia không bao giờ ngừng chảy. Mái tóc dài chải cho mượt, búi ngược lên thành tặng cầu. Từ nay về sau, người đã có chồng, nước không đổi lòng, lòng không đổi hướng, con ơi. Phép phùa bánh bàn láng côm càn, phép phùa lá ăn nói bàn láng phù phà. Chùa lướt nà phùa lá, chí sợ xong ca lại lô lá, em á xài có ư. Chùa khoảng tà phùa bánh chí lạt xong xoài, lại phá in đếc nói phùa lá chí khoản phá văn xìa. Quay ba bay ba ma muôn mùa, quay ba hình đếc nói bay héo kinh khàn tiền quân nhìn nà bà tăng nở hiếm phép nữa là em nơ nhẹ bình cướp chù tới mưa bão nhăng xào chẳng nữa là nơ dài câu vậy.